Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Như tôi đã nói, chương trình Facebook Marketing, quảng cáo, bán hàng và kiếm tiền trên Facebook, phiên bản đặc biệt là phiên bản mobile, tức là tôi sẽ sử dụng điện thoại di động để hướng dẫn thao tác cho các anh chị. Và để làm được việc này thì tôi sẽ sử dụng một chiếc iPhone của tôi. Đây là một chiếc iPhone X, đời cũng không thấp đâu, cũng không quá cao đúng không ạ? Và tôi kết nối nó với màn hình máy tính cũng như là với một cái TV 60 inch của tôi để cho các anh chị nhìn thấy một cái giao diện một cái con iPhone mà có màn hình kích thước khoảng tầm 20 inch, rất là thú vị đúng không? Chắc là chúng ta sẽ chưa bao giờ xài một con iPhone như thế này. Ok, rồi thì hy vọng là chúng ta hiểu nhau và hiểu cách làm. Tôi sẽ thao tác và tôi sẽ nói cũng như là tôi sẽ chạy test cho các anh chị để các anh chị xem. Đầu tiên, bài số 1 thì tôi muốn giới thiệu với các anh chị và các bạn là chúng ta sẽ cài application tức là ứng dụng ở trên điện thoại di động. Khi mà chúng ta dùng điện thoại di động hệ điều hành Android hoặc là hệ điều hành iOS thì chúng ta sẽ phải cài các ứng dụng đúng không? Và để bắt đầu với Facebook thì chúng ta có thể cần cài một số ứng dụng như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ cài cái phần mềm ứng dụng màu xanh ở đây chúng ta đang nhìn thấy. Chúng ta sẽ vào cái phần App Store của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào cái phần App Store ở trên iOS và Google Play, cửa hàng Google Play ở trên Android. Và chúng ta có thể tìm, và chúng ta đánh vào đây ô tìm kiếm những cái phần mềm, những cái ứng dụng mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như trong trường hợp này tôi sẽ đánh chữ Facebook vào đây, đúng không ạ? Nó sẽ hiển thị ra ngay. Và nó sẽ ra đây rất là nhiều các ứng dụng. Đó, thì tôi muốn các anh chị và các bạn cài cái phần mềm này, phần mềm Facebook ở đây, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải cài phần mềm Messenger. Đây là cái phần mềm để text hoặc là video chat, tức là chúng ta chat với nhau, nó vẫn thuộc của Facebook đúng không? Chúng ta có thể cài Instagram, đây là một cái phần mềm mà một cái ứng dụng mà Facebook đã mua lại, và chúng ta có thể chạy quảng cáo trên Instagram, và chúng ta cũng có thể sử dụng Instagram để bán hàng. Instagram hiện nay được giới trẻ Việt Nam sử dụng cũng rất là nhiều, thì đây cũng là một cái phần mềm mà chúng ta nên sử dụng. Ngoài ra thì Facebook có cung cấp những cái ứng dụng là Messenger Lite hoặc là Facebook Lite. Là cái gì? Lite là mình có thể hiểu đấy là một cái phiên bản nhỏ, phiên bản thu nhỏ, phiên bản hẹp. Nó sẽ dành cho những cái thiết bị điện thoại mà đời thấp, cấu hình thấp, đúng không? Thì người ta sử dụng những cái phần mềm là Messenger Lite hoặc là Facebook Lite. Đấy, Facebook nó cũng tính rất là kỹ, đúng không? Một cái phần mềm nữa ở đây các bạn nhìn thấy đó là phần mềm Facebook Page Manager. Vâng, Facebook Page Manager. Facebook thì chúng ta biết rồi, page là trang, manager nó có một cái biểu tượng là có một cái lá cờ màu da cam, có một cái lá cờ màu da cam. Thì khi mà chúng ta cài cái ứng dụng này lên thì nó sẽ quản lý tất cả các fanpage mà chúng ta đang có, để chúng ta có thể tách bạch ra thành các phần mềm. Còn tất nhiên nếu mà chúng ta không cài thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái phần mềm duy nhất là phần mềm Facebook màu xanh này thôi, là nó cũng tương đối là đầy đủ, nó vẫn quản lý được page, nó vẫn có xem được tin nhắn. Khi mà mình bấm vào tin nhắn nó sẽ đòi cài Messenger lên, đúng không ạ? Và mình, nếu mà mình không chơi Instagram thì mình không cần cài. Nhưng mà cái phần mềm Facebook mà màu xanh này là phần mềm bắt buộc chúng ta phải cài. Cái đấy là cái chắc chắn rồi nha. Tiếp tục, chúng ta có thể cài một cái phần mềm có một cái biểu tượng là màu tròn màu xanh, màu tròn màu xanh, gọi là Facebook Adverts Manager. Vâng, Adverts ở đây chính là Advertising, là quảng cáo. Thì phần mềm này, ứng dụng này dùng để quản lý các chiến dịch quảng cáo trên điện thoại di động. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta dùng máy tính thì chúng ta truy cập thẳng vào website của Facebook là facebook.com, sau đó chúng ta tìm đến trình quản lý quảng cáo, chúng ta xem thì nó sẽ ra cái khác. Còn ở đây là chúng ta quản lý trên điện thoại di động, được chưa? Tương tự như vậy các bạn có thể cài trên Android, cài trên iPad đều được các bạn nhé. Ok, ngoài ra thì có rất là nhiều các cái phần mềm khác tôi giới thiệu thêm, nó không trực tiếp liên quan đến việc kinh doanh và bán hàng của chúng ta. Thì chúng ta có thể xem ví dụ như là layout form Instagram, tức là nó cho phép chúng ta chỉnh sửa các cái bức ảnh hoặc là tạo ra những cái bố cục của bức ảnh làm sao cho đẹp. Hoặc là một cái ứng dụng mà Việt Nam cũng rất là ít dùng, đó là Workplace by Facebook. Đây là cái ứng dụng mà nếu mà chúng ta mà đăng nhập bằng cái địa chỉ mà email của công ty thì chúng ta có thể tạo ra một cái nhóm, một cái mạng xã hội thu nhỏ dành cho công ty. Workplace tức là cái chỗ làm việc các bạn ạ, Workplace là cái chỗ làm việc.
WordPress by Facebook là chúng ta có thể tạo ra một cái mạng xã hội nhỏ dành riêng cho công ty, chỉ có thành viên của công ty mới vào được. Thì đây là một cái ứng dụng cũng rất là thú vị đấy. Và WordPress chat tức là chúng ta cũng có thể là chat với nhau ở trên cái ứng dụng này, nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy trong Messenger. Tức là đây là một cái mô hình mà Facebook gọi là dành riêng cho các cái doanh nghiệp hoặc là những cái nhóm nhỏ nếu mà chúng ta không muốn. Ngoài ra thì đây chúng ta thấy là có cả Facebook Local, tức là nó giống như là gần như là Google Maps. Nó không hẳn là Google Maps nhưng có thể hiểu đấy là Google Maps, tức là nó cũng cho chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu, rồi quanh đấy có quán cà phê nào, có nhà hàng nào, có cái quán bar nào, hay có một cái chỗ vui chơi giải trí nào. Cái này rất là tốt khi mà chúng ta đi du lịch. Đấy, chúng ta có thể tìm với cái tính năng nearby, tức là gần đây. Thí dụ như tôi đi Mỹ, tôi du lịch thì tôi bắt đầu dùng Facebook này, tôi search thì nó sẽ ra quán bar, ra quán cà phê, ra quán pub, ra quán fast food rất là tiện, hoặc là bus station, tức là những cái gọi là điểm dừng xe buýt, đúng không? Đó, đây thì chúng ta cũng có thể cài thêm là Facebook Analytics, tức là chúng ta phân tích chiến dịch quảng cáo, phân tích fanpage thì cũng rất là hay, nhưng mà cái này cũng càng ngày càng ít người dùng. Ok, thì ngoài ra thì còn rất là nhiều các phần mềm khác chúng ta có thể dùng để hỗ trợ. Như vậy vừa rồi tôi giới thiệu với các anh chị và các bạn rất nhiều các phần mềm, ứng dụng, application mà chúng ta gọi tắt nó là app ở trên điện thoại để chúng ta sử dụng. Nhắc lại, đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta sử dụng cái Facebook có màu xanh chữ F này. Đó là cái ứng dụng mà chúng ta bắt buộc. Đây, ứng dụng đấy như thế nào? Thì đây chính là ứng dụng mà chúng ta đang sử dụng, đúng không? Chúng ta vào đây chúng ta xem. Đó, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Hoặc là các bạn có thể vào Facebook của tôi xem như thế này. Đó, ok. Rồi, đó. Thì đấy chính là ứng dụng quan trọng nhất. Có lẽ là tất cả mọi người đều biết, đúng không? Nếu mà các bạn biết cái bài này rồi, các bạn có thể bỏ qua. Thì tôi làm rất là kỹ, tôi làm cho cả những người mới, những người chưa bắt đầu. Có thể là cô chú, có thể là bố mẹ của các anh chị, đúng không? Thì chúng ta có thấy rằng là trong thị trường mà cũng có người này người kia, cho nên là ok, bài này dễ rồi, tôi next qua bài khác, tôi đừng có claim tôi, khổ thân tôi ra, đúng không? Tôi làm để cho mọi người cùng biết. Đấy là cái phần mềm thứ nhất. Cái phần mềm thứ hai là phần mềm Messenger. Phần mềm Messenger là phần mềm bắt buộc chúng ta cũng phải có để chat, để video call hoặc là audio call. Bây giờ chúng ta không cần phải gọi điện thoại di động nữa, mà chúng ta có thể là sẽ gọi cho nhau qua Messenger hoặc là video call cũng rất là hay. Ví dụ như hai người mà sử dụng Facebook có thể sử dụng video call để trò chuyện với nhau. Thí dụ như tôi có thể gọi điện cho mẹ tôi, hay là tôi có thể gọi điện cho bạn bè của tôi ở nước ngoài. Tất nhiên cái ứng dụng video call thì bây giờ nó có rất nhiều phần mềm. Nó có thể có FaceTime, rồi có Skype, rồi có rất nhiều các ứng dụng khác. Rồi thứ ba, Instagram là một cái ứng dụng mà chia sẻ ảnh, người ta gọi là mạng xã hội hình ảnh Instagram. Và mạng xã hội này thì hầu như cái content, tức là cái nội dung chính của nó là ảnh, và nó dành cho các bạn trẻ rất là nhiều. Số lượng người dùng Instagram trên toàn cầu cũng rất lớn. Hiện nay Facebook là chủ sở hữu của Facebook, của Instagram, của Messenger, của WhatsApp, đều là những cái ứng dụng mà có hàng tỷ người sử dụng. Rồi thì chúng ta cũng có thể dùng để tiếp cận khách hàng, chúng ta cũng có thể dùng để xây dựng thương hiệu cá nhân, hoặc là chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo trên Instagram thông qua hệ thống của Facebook, rất là tuyệt vời. Cái ứng dụng thứ tư mà chúng ta cần nên cài, tôi nhắc lại là có thể cài phần mềm này hoặc là không cài thì tùy, bởi vì trong cái ứng dụng Facebook màu xanh đó thì chúng ta cũng có thể xem được fanpage rồi. Nhưng mà cái ứng dụng thứ tư là ứng dụng Facebook Page Manager, tức là quản lý fanpage. Ok, thì bây giờ ứng dụng đấy trông như thế nào, tôi sẽ vào đây cho các bạn xem. Đó, đây là cái ứng dụng mà Page Manager, thì toàn bộ những cái tin nhắn của fanpage nó sẽ đổ vào đây, thì bạn có thể chọn những cái fanpage khác nhau. Đấy, thì tôi đang quản lý một số các fanpage như thế này, thì mỗi một cái fanpage nó sẽ có những cái tin nhắn, thì các bạn sẽ vào các bạn chọn, các bạn chat, đấy thì quản lý nó tiện hơn. Thế còn cái ví dụ như là cái màu xanh này thì chúng ta cũng có thể vào được fanpage. Đấy, chúng ta nhìn thấy 20 trang của bạn đây. Tôi thao tác này chắc là các bạn nhìn thấy dễ hiểu đúng không? Và nếu mà có nhanh quá thì có thể liên hệ với tôi để bảo tôi là thầy ơi chậm lại một tí, hay là có thể mình để cái chế độ mà xem chậm hoặc là xem lại một chút. Đấy, thì như này mình cũng có thể vào được. Nhưng mà thôi, chúng ta cài cái phần mềm Page Manager này nghe nó có vẻ rất hay đúng không? Đây là các học viên người ta đang chat với tôi là
em muốn học, em đang muốn kinh doanh, nhờ thầy tư vấn. Bằng chứng là các bạn thấy đấy, tin nhắn cũng rất là nhiều đúng không? Rất là tuyệt vời, đây là những kênh mà chúng ta có thể bán hàng và giúp cho một người nông dân, hoặc là giúp cho một người ở nông thôn, hoặc là một người mà không có cửa hàng, không có điều kiện kinh doanh, hoàn toàn có thể kinh doanh được và có thể bán được hàng và kiếm được tiền, giúp cho cuộc sống của các anh chị và các bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và đấy là cái điều mà tôi rất là mong muốn. Tiếp tục. Và tiếp tục cái ứng dụng số 5 tôi giới thiệu, đó là Facebook Ads Adverts Manager, tức là quản lý cái chiến dịch quảng cáo. Tôi xin phép giới thiệu lại là cái ứng dụng số 5 là Facebook Adverts Manager, tức là cái phần mềm quản lý các chiến dịch quảng cáo. Đó, thì ở đây khi mà bạn chưa cài thì nó sẽ có cái biểu tượng là cài đặt đúng không? Hoặc là tiếng Việt là cài đặt, còn tiếng Anh thì là download xuống. Thế còn mà đã cài rồi thì nó sẽ có biểu tượng là open hay là mở. Đó, thì tôi có thể bấm thẳng vào đây thì nó sẽ ra. Thì tôi sẽ ra đây cho các bạn xem đúng không? Đây, cái logo, cái biểu tượng là có hình tròn và cái tam giác này. À, tam giác trắng, Facebook Ads. Chúng ta bấm vào. Thì những cái chiến dịch quảng cáo sau này các bạn chạy, nó sẽ nằm trên đây. Đấy, nó sẽ đánh giá hiệu quả. Ví dụ như là tôi đã tiêu bao nhiêu tiền. Đây, 2.790.000 cho chiến dịch như thế nào. Nó sẽ thống kê có bao nhiêu lượt tiếp cận, rồi bao nhiêu lượt tương tác, vân vân mây mây, đúng không? Đấy, thì nó cũng chia thành nhiều chiến dịch chúng ta có thể quản lý được. À, cũng rất là tiện. À, rồi, thế nhưng mà chúng ta thấy rằng nó cũng tương đối là tốn pin. Vì vậy là chúng ta sẽ cần phải có wifi mạnh, 3G mạnh và nên có một cục sạc dự phòng, hoặc là lúc nào cũng phải có sạc ở bên người. À, hoặc là một số những người bán hàng online chuyên nghiệp thì thậm chí họ có 2 hoặc là 3 cái điện thoại iPhone cơ. Đấy, thì tùy. Đấy, có những người thích dùng Android thì dùng Samsung, dùng Oppo. À, có người thích dùng iPhone thì cái đấy là do mấy yếu tố là sở thích, thói quen, thu nhập và cái mức độ hiểu biết về sản phẩm. Tôi thì sử dụng iPhone cũng lâu rồi nên là một cái thói quen. Ngoài ra là tôi cũng dùng máy tính MacBook cho nên là tôi cũng hay tiện dùng cái này. Ok. Đó. Thế còn những cái phần mềm khác thì tôi giới thiệu là phần mềm này nó gọi là phần mềm mà mình có thể dùng thêm cũng được. Không dùng không sao cả. À, ví dụ như mình có doanh nghiệp thì mình có thể làm Workplace by Facebook, hoặc là Workplace Chat by Facebook, hay là Facebook Local. À, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm các ứng dụng khác. Ok. Như vậy tôi vừa hướng dẫn với các anh chị và các bạn kết thúc một cái bài học đầu tiên là giới thiệu những cái ứng dụng, và ứng dụng tiếng Anh gọi là application và viết tắt là app, app. Những ứng dụng này để giúp các anh chị có thể bắt đầu với cái công việc kinh doanh của mình. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy là đây có rất là nhiều ứng dụng. Ngoài cái ứng dụng về Facebook ra thì chúng ta có thêm những ứng dụng khác nữa. Các bạn có thể cài những cái phần mềm ứng dụng khác nhau tùy vào cái nhu cầu, tùy vào cái mục đích, sở thích. Có những người có thể họ cài rất nhiều, nhưng có những người cài ít. Thí dụ như tôi là một người cài tương đối là ít, tôi chỉ cài những cái phần mềm cần thiết cho công việc của mình thôi. Để làm gì? Để nó giải phóng cái dung lượng và nó làm cho cái máy nó hoạt động nhanh và đỡ pin. Thì đấy là một số những cái lời khuyên. Ok, các bạn đã hiểu rõ rồi chứ ạ? Rồi, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.